Phần 2, song đấu. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ 2 của vòng thi hát cùng khách mời. Những khách mời đã lần lượt xuất hiện ngày hôm nay rồi, và có lẽ là sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt cũng tiếp thêm năng lượng và sức mạnh cũng như là sự tự tin cho tất cả các bạn thí sinh. Mong rằng tất cả các bạn nhỏ của chúng ta sẽ tận hưởng tất cả những điều ấy để thể hiện thật tốt trong phần thi thứ 2, phần song đấu. Và màn song đấu đầu tiên sẽ đến từ cặp đôi Kim Chi và Thùy Dung. Thùy Dung và Kim Chi, hai bài hát
ở hai đầu nỗi nhớ và sợi nhớ, sợi thương đã được kết hợp trong tiết mục này của hai con. Hai bạn tập trung bài này lâu không? Dạ cỡ 3 ngày rồi cô. Tụi con thích sự kết hợp này chứ? Dạ thích rồi. Bây giờ mình sẽ lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo về tiết mục này của mình nhé. Cô Cẩm Ly thấy phần kết hợp của hai bạn Kim Chi và Thùy Dung ở phần song đấu này như thế nào ạ? Ngọt ngào thì có đấy, nhưng mà có điều là hai con nó chưa có được hòa quyện cho lắm. Hai cái chất giọng nó cũng khác một tí xíu. Cô Cẩm Ly cho rằng cái sự mà chưa được hòa quyện lắm đó là do hơi mạo hiểm kết hợp hai bài, hay là do giọng hát của các bạn nó chưa thực sự ăn với nhau? Có lẽ là một phần là thời gian tụi con tập luyện cũng ít đó. Ở cái bài đầu á, cái bài mà ở hai đầu nỗi nhớ đó thì được, nhưng mà qua cái bài trở nhớ sợi thương á thì nó chưa có được mượt mà cho lắm thôi. Nhưng mà tụi con là hai chất giọng rất là ngọt ngào, cho nên là đối với cô thì hai bài hát này tụi con hát cũng hoàn thành, vậy là cũng tốt rồi. Dạ con tốt, cảm ơn cô. Thế còn với cô Thu Huyền ạ, cô đánh giá tiết mục này ở mức độ như thế nào ạ? Với tôi thì là tôi nhìn hai bạn này thì tôi vẫn cứ khó tính hơn là các em bé kia. Thì tôi vẫn cứ phải đòi hỏi có một cái gì nó nổi bật lên. Thế nhưng mà thực chất là cái bài này, hai bài này thì nó cũng đều đều. Nhưng mà cái giỏi của nhạc sĩ Minh Vy đã là kết hợp hai bài này, hai bài lại là một cái liên khúc này để cho các bạn ấy thể hiện nó khó hơn. Như tôi đã muốn là khó hơn. Chứ nếu không chỉ hát một bài không thì nó sẽ rất là đều đều. Mà nếu chê các em tôi cũng chẳng chê được cái gì. Nhưng mà để mà gọi là nói là một cái xuất sắc thì đối với tôi là tôi cũng chỉ thấy là các em cũng đã hoàn thành. Dạ, con cảm ơn bạn. Không, nhưng mà cũng đáng khen ở cái điều giống như cô nói, ở đáng khen là ở cái đoạn cuối đó nó thay đổi liên tục. Mà hai bài như thế tụi con cứ là người này nối tiếp cái bài này, nối tiếp cái bài kia mà nó liên tục như thế mà tụi con vẫn giữ được như vậy là tụi con rất là giỏi đó. Các bé cũng nắm bắt được rất là chắc, cho nên là không có bị hư. Chứ nếu mà đuổi một bạn mà trượt ra khỏi cái đường ray đó là đi luôn đó con. Đó, cho nên là đáng khen cho tụi con ở cái đoạn đó rất là nhiều. Vẫn có những điểm đáng khen mà ban giám khảo không thể không nói về tiết mục này của hai bạn. Rồi bây giờ Kim Chi và Thùy Dung mình sẽ vào trong, xíu nữa gặp lại cô ha.